Theo thống kê của Facebook thì Việt Nam chúng ta hiện nay đứng thứ 7 trên thế giới, những người sử dụng Facebook chiếm khoảng 58 triệu người, đứng sau Ấn Độ, Mỹ, Indonesia, Brazil, Mexico và Philippines. Điều đó chứng tỏ là ngày càng rất nhiều người sử dụng Facebook, giữa người trẻ lẫn người lớn. Rồi, hôm nay tôi chia sẻ với anh chị một cái cách mà chúng ta sẽ tìm hiểu để biết xem là ai là cái người thường xuyên vào cái tường Facebook nhà chúng ta vào nhiều nhất. Nhưng mà bởi vì người đó thì rất là ít bình luận, cũng ít like, ít share, đại khái ít xuất hiện. Cho nên chúng ta bình thường chúng ta sẽ không biết được. Nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái cách rất là đơn giản. Chỉ trong vòng 3 nốt nhạc thôi là chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta sẽ biết ngay là ai là người thường xuyên vào tường trên Facebook nhà chúng ta. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái chỗ phần chrome, đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ vào cái phần Facebook. Facebook thì ở đây bởi vì tôi đã đăng nhập vào rồi thì nó có rồi, còn các bạn mà chưa đăng nhập thì chúng ta phải đăng nhập, thì gồm có cái tên username, email hoặc là số điện thoại và cái password chúng ta. Khi chúng ta vô rồi thì chúng ta sẽ nhìn ở đây có cái dấu ba chấm, chúng ta dứt ở giữa đấy ba chấm. Chúng ta hãy kéo lên, chúng ta sẽ thấy ở đây có trang web cho máy máy tính thì chúng ta dứt vào đây. Rồi, sau đó chúng ta hãy nhấn vào cái chỗ cái ngoài viết nè, thấy không? Vẫn là cái ngoài viết. Rồi, ở đây chúng ta sẽ bỏ đưa đưa con chuột qua đây và chúng ta hãy bỏ cái phần dấu chấm và cái chữ M đi. Rồi, chúng ta đưa con chuột qua phía bên trái. Chúng ta hãy đánh cho tôi chữ view, view, V I E W. Chúng ta có cái dấu gạch ngang và chúng ta đánh thêm chữ Shorts. S S O U R G E và dấu hai chấm. Phía dưới này chúng ta enter chỗ này một cái. Đó, lúc này nó đang lúc này nó đang load, tức là nó load những cái thông tin đây, dòng thông tin đây là có những cái ID, cái tài khoản của những cái người mà thường xuyên vào xem. Ở đây bên phải chúng ta ở trên cùng có cái dấu ba chấm, chúng ta chấm vào đây. Ở dưới chúng ta kéo lên, chúng ta thấy cái chữ là tìm trong trang đây nha. Ta lít vào đây. Và chúng ta sẽ đánh cho tôi cái chữ chữ y ngắn, chữ N, chữ Y ngắn, chữ T, chữ Y ngắn, chữ A, chữ L, chữ C, chữ H, chữ A và chữ T. Thì cái từ này nó gọi là Initial Chat. Đó, chúng ta Enter một cái. Rồi, như vậy sau khi Enter rồi chúng ta làm gì? Chúng ta hãy kéo lên. Chúng ta thể thấy có nhiều thông tin rất là hấp dẫn ở dưới đây. À, cái máy tôi nó nằm cái hàng hàng ngang, tức là chúng ta sẽ tìm những cái dãy số mà nó gần với chữ Initial Chat. Và nó càng gần với đây thì chứng tỏ là những cái người đó người ta càng hay vào để xem cái Facebook của chúng ta. Đó. Ta copy. Đó. Và chúng ta enter thì chúng ta sẽ có ngay là cái người mà thường xuyên vào Facebook chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái số. Ở đây chúng ta thấy đây là những cái số nó gần nhau. Thí dụ tôi lấy top 10 người, đúng không? Rồi top 20 người. Đây chính là các cái ID mà những người thường xuyên vào. Như vậy chúng ta đã biết được là ai là người thường xuyên vào. Và cái này đương nhiên là bí mật, chỉ chúng ta biết thôi. Chúng ta cũng đừng lộ ra làm chi. Như vậy chúng ta đã xong cái phần là tìm hiểu thông tin để biết ai là người hay vào tường nhà chúng ta để xem thông tin của chúng ta. Rất là cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn năm mới an khang, có nhiều may mắn trong cuộc sống và thành đạt. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký cái kênh của tôi, hãy tìm hiểu những cái bí quyết nhỏ nhỏ rất là vui và rất là hay trong cái dịp năm mới, để chúng ta cùng nhau để chia sẻ về thông tin, về mạng xã hội, về YouTube, về Facebook, v.v. Xin chào và hẹn gặp lại.